Rồi, chào anh em nha. Thì hôm nay mình làm clip nói chuyện chơi. Có cái mấy cái vấn đề mà anh em bên TikTok mấy em hỏi á. Mấy em hỏi mình gài dẹo lừa đổ máy được không? Mình nói đổ máy bình thường. Nó chả có liên quan gì tới về cái chuyện mà đổ con là cha hay là mẹ gì mà bị dẹo lừa mà đổ máy ra con nó bị dẹo lừa hết. Nó không có di truyền. Anh em mắc chuyện mắc cười lắm. Anh em nói là gà bị gà dẹo lườn đạp máy sẽ bị di truyền đó, thì mình không không muốn cãi anh em. Anh em cầm con gà anh em đổ đi, anh em nuôi con gà con từ nhỏ tới lớn đi rồi anh em mới biết được. Chứ anh em mà cứ vô cái anh em cái không có nuôi gà mà anh em cái họ muốn thắc mắc đủ cái chuyện anh. Con gà trống hay gà mài mái gì đó bị dẹo lườn đổ con ra không bị dẹo lườn, nó chả ảnh hưởng gì tới con gà hết, không bị gì hết luôn. Mà nói với anh em vậy không bị gì, gà con lớn lên vẫn khỏe mạnh bình thường không bị dẹo lườn. Anh em nói là gà con gà trống gà mái mà bị một trong hai đó mà bị dẹo lườn đổ con di truyền. Rồi mình hỏi anh em vậy, vậy chứ cái con gà trống gà mái anh em đổ bình thường nó đợi tự nhiên cái đợt cha con gà mái cái gà trống bị dẹo lườn đi, cũng như con cặp gà đó em đổ cái con dẹo lườn mà cặp gà đó có bị dẹo lườn không? Không, anh em lựa gà trống gà mái đâu bị dẹo lườn, mà tại sao anh em đổ ra lại bị dẹo lườn? Rồi anh em thấy tại sao nó có di truyền không? Không lẽ di truyền đại của nậu nó của ngoại gì nó để lại di truyền lại con gà bị dẹo lườn nha. Đại đại đó không bị mà đại có không có gì nó bị dẹo lườn. Đại gà nó đâu có bị dẹo lườn. Đổ gà không có di truyền mà cái chuyện mà dẹo lườn. Mình nói anh em di truyền á là chỉ di truyền nếp đá. Di truyền cái tướng form gà cha. Nha, di truyền những cái form gà mẹ. Đó, di truyền là những cái dãy di. Rồi di truyền là những cái bổn gà như là cái bổn mặt gấu, bổn gà chớp, bổn gà chân cua, dãy dép, rồi bổn gà dãy gồng, bổn gà chân cựa chứ không dãy đó, nó cũng là bổn gà, nó sẽ di truyền những cái đó, đặc điểm đó. Còn những cái đặc điểm mà kêu mà di truyền một kiểu mà bị di tặc đó là không có. Anh em nuôi gà anh nhớ rằng không có di truyền di tặc nha. Nhớ con gà cha gà mẹ không bị dẹo lườn, tại sao đổ con mà dẹo lườn mà anh em lại đổ thừa là con gà dẹo lườn? Nếu mà đổ ra nữa thì nó sẽ bị di truyền. Còn di truyền cái đời cha gà mẹ đó, cha mẹ con gà của con gà đời trước đó, nó đổ ra gà trống thì là bị dẹo lườn, lỡ bị dẹo lườn đi rồi còn con gà cha nó có bị dẹo lườn đâu. Mình chỉ nói cho anh em hiểu thôi, nó không có chuyện mà để anh em bàn cãi về cái chuyện mà di truyền trên đây. Anh em nói là con gà con ngủ cây từ nhỏ sớm nó cũng bị dẹo lườn, mình nó chả bị cái dẹo lườn gì hết nha, không có liên quan tới dẹo lườn. Gà bị dẹo lườn á nó chỉ có vài nguyên nhân thôi. Cái thứ nhất là thiếu canxi, cái sụn của nó, cái lườn của con gà thường anh em thấy cái lườn con gà là sụn, nó mềm nó không cứng, thì thiếu canxi thì cái sụn nó sẽ mềm thì nó sẽ bị dẹo. Anh em mình nhớ về mình nha, nó sẽ bị dẹo. Nó sẽ bị dẹo luôn. Rồi gà nó bị nổi trái, nó cũng bị giật cái lườn nó dẹo, tại hồi nhỏ cái lườn nó sụn nó mềm, nó giật cái thịt ở dưới nó nổi như cái mình mấy con gà này thấy nổi cánh con nổi lườn, nếu mà nổi với lườn là đảm bảo dẹo lườn. Còn nó bị nổi trái mà nổi cánh thì nổi đâu đó, nếu mà nổi cánh nhiều khi con gà nó ngỡ ngay cái cơ, có khi con gà bị rút cánh luôn, rút cánh xéo luôn. Cho anh em hiểu này, không cảm mình cảm nha, mình tắt cái quạt không được, tắt cái quạt nó nực lắm, mà để cái quạt thì mình thì hoài à. Thông cảm cho mình hồi mũi nha, cảm. Thì mình nói anh em hiểu, con gà dẹo lườn nó có nhiều nguyên nhân. Nó ăn uống không đầy đủ chất. Và một cái thứ nhất, cái thứ hai là nó bị bệnh hồi nhỏ nó si. Con gà nó si, nó ốm thì nó không hấp thu được chất dinh dưỡng. Nó bay lên cây ngủ bất cứ ngủ chỗ nào nằm dưới đất nó cũng bị dẹo lườn. Khỏi cần nó bay lên cây luôn, nó ngủ ở dưới đất nó cũng bị cắn lườn, ngớp lườn, cái lườn nó nằm vậy anh em, nó nằm vậy, ví dụ nó kê lên vậy rồi lỡ như nó kê vậy nằm lâu quá cái nó bị quẹo nè, nó nghiêng nè, thì cái lườn con gà nó sụn nó mềm nó sẽ bị nghiêng
quẹo bên nhẹ. Có khi nó quẹo chữ ít sờ luôn. Ít sờ là những con gà bị nổ trái nhiều á, nó giật. Rồi chích vaccine cũng bị dẹo lường luôn, phát tác dụng phụ. Anh em nuôi gà đi anh sẽ hiểu, chứ anh em mà không có nuôi gà mà anh em vô cái anh em cái bàn luận đủ thứ chuyện mình mệt lắm. Anh em chính anh em đổ con gà ra đi rồi anh em nuôi đi rồi anh em sẽ hiểu tại sao con gà nó bị cái gì, mà từ tại sao đó thì mình nuôi từ từ mình sẽ có kinh nghiệm, mình biết cái chữ tại sao nó là tại sao đó. Thì mình nói anh em hiểu, nuôi gà anh em nuôi từ đi em sẽ hiểu. Rồi anh em nói gà nhỏ nhỏ ngủ cây nó bị dẹo lường, chả bị gì hết. Gà con của mình nuôi một tháng rồi, mình nuôi hồi nhỏ trong cái thùng giấy rồi mình mới đem ra chuồng. Mà khi đem ra chuồng nhiều khi mấy con gà nhỏ nó nắng nóng nắng quá nó hiện tượng nó cắn nhau nhiều. Mình anh em biết con gà con mà nó cắn với nhau, mà anh em sẽ hiểu cái cảm giác nó bị cái gì vậy. Anh em hiểu, mình phải mở chuồng mình thả luôn, thả ra ngoài nó không cắn nữa. Thì lúc thả ra ngoài thì gà mới có hơn một tháng tháng mấy ngày à, mình cũng thả xuống đất lại luôn. Thì gà mình nó chỉ có ăn thức ăn thôi anh em, nó không có ăn, mình không có cho ăn cái gì khác thức ăn hết. Lớn lớn mình trồng cơm vô thêm, còn hồi nhỏ là chỉ ăn thức ăn thôi. Rồi lớn lớn chút nó biết nó ăn cơm, nó chạy ra nó ăn, nó học chạy ra thì mình cho nó ăn đi thức ăn. Chỉ thức ăn và cái thức cơm và thức ăn thôi. Lớn lớn thì trồng lúa vô con ăn ăn thôi. Đó, thì nó đâu có liên quan gì đâu nữa, đúng không? Đâu có hiểu chắc gì mà như anh em nghĩ anh em cho ăn ngũ cốc anh em bú xua đâu, mình không cần đó. Nhưng mà anh em cho ăn càng nhiều thì chắc mình chắc đi vô. Thì con gà anh em, mình thấy những con gà anh em cưng anh em cho nó ăn đầy đủ quá thì tại sao nó bị dẹo lường? Anh em cưng anh em nuôi ăn cái gì không mà bổ mà tại sao vẫn bị dẹo lường? Còn nuôi mình đơn giản thì nó không dẹo lường. Gà mình nuôi khi nào mà là hiếm, có khi nào mà con nào nó dẹo lường này, nó dẹo lường nó nhiều nguyên nhân lắm. Ăn uống không đều chắc là con gà đảm bảo dẹo lường. Tại sao mà nhiều người nó đổ một bầy gà 5 con, 7, 8 con mà không có 4, 5 con dẹo lường luôn. Rồi đổ thừa cái gì? Đổ thừa ngũ cây. Chiên ra đổ thừa ngũ cây luôn. Gà con ngũ cây chả bị hết. Gà mình hồi nhỏ 1 tháng mấy tuổi, nó bay lên cây nó ngủ. Nhánh nhỏ nhỏ đó, nó bay lên cao không được, bay nhánh nhỏ. Mấy nó bay từ cái xô cái thùng mình để đó, nó vẫn ngủ. Xô thùng thì nó nằm nó cắn còn dữ hơn cái cây nữa. Tại vì cái cây nó tròn, còn những cái thùng của mình ấy, nó có cái viền vuông, nó đâu có tròn lúc được, nó viền vuông với cái nắp á nó tròn mà nó tròn vuông cái sóng vuông, gà nó ngủ còn nguy hiểm hơn cái cây tròn mà nó bị đâu. Anh em không, nó không bị. Mình nói con gà mà nó nổ trái, nó nổ trái mỏ hay chân gì đó nó chả bị gì hết. Cánh dai này, dai cánh này, thì nó cũng không sao, nhưng mà nó nổ ngay cuộc chỏ cái cánh. Con gà dễ bị cút cánh nha. Cái khớp da, cái chỗ khớp da con gà nó có cái lớp da màng à. Cái cánh nó có lớp màng da nè. Đó, mà khi mà nổ trái vô đó, nó rẽ, nó gơ một cục lên, nó bự lên cục, cái nó khô, nó rụng cục đó. Cái cánh con gà nó sẽ bị cút lại. Nó nổ trên mỏ thì mỏ con gà bị méo. Nó nổ mắt thì như con mắt hẹn, nên con mắt con gà bị gì. Có khi nó không sao, có khi nó bự, đợi như nó khô, nó rụng xuống. Đó. Còn một khi mà nổi với cái lường rồi là đảm bảo nè, dẹo lường. Gà con cái lường nó là sụn, nó mềm nha, nó bị dẹo. Anh em nói là con gà cha bị gà mẹ hay đó bị dẹo lường, đổ máy gà con di truyền, nó chả di truyền nha. Anh em nhớ gì mình không có bị vụ mà di truyền trong đây nha. Gà con gà mẹ gì đó là bị dẹo lường là đổ gà con không bị như nè, nó chả có bị liên quan nhiều chuyện mà dẹo lường như anh em nghĩ nha. Còn em tin không tin thì tự anh em trải nghiệm. Thật sự con gà nọc với mình đang đổ nó bị dẹo lường luôn. Con gà trống Thái Mỹ mình nó dẹo lường luôn, đổ ra cái đống gà con đó mấy chục con luôn đó, cả 50 á, mà có con nào trống mái, có con nào dẹo lường lên đi. Bởi anh em nó di truyền phi lý, di truyền là những cái di truyền về cái kiểu mà di truyền về bổng gà thôi, chứ không di truyền kiểu mà dị tật. Anh hiểu không? Không di truyền kiểu mà dị tật. Mình nói cho anh em hiểu, nó chả bị gì hết di truyền hả? Con gà mái của mình mới che, lúc trước nó bị dẹo lường của bạn mình tặng mình mà nó dẹo lường.
thì thằng bạn mình nó mà đưa thằng bạn đổ, thằng khác đổ, nó kêu gà má kêu lường bỏ đi, mà nó hơi đại đại đi, đổ ra con một đống luôn, có con là dẹo lường đâu nè, không bị di truyền. Anh em đừng có sợ người này kia nói, mà chính anh em là người nuôi đi rồi anh em mới cảm nhận, chứ đừng nghe lý thuyết. Anh em phải thực hành, anh em nuôi, anh em nhìn con gà và từ từ đó rồi anh em mới hiểu là tại sao con gà dẹo lường. Chứ không phải mà được một đường, nó một đường ngang nẻo mà anh em cứ nghe lý thuyết hoài, suốt cuộc đời anh em chưa đổ được con gà. Cái gì cũng sợ cho anh sao đổ, đúng không? Cái gì cũng sợ hết rồi sao đổ gà được. Cái chuyện mà gà con ngủ cây là dẹo lường là nó phi lý, nó dẹp bên bên không có logic. Cái chuyện mà gà cha bị dẹo lường, gà trống nạp bị dẹo lường mà đổ má con dẹo lường cũng phi lý, dẹp quan bên. Gà má dẹo lường đổ ra con đẻ trứng gà dẹo lường phi lý, dẹp quan bên. Nó không di truyền. Rồi cái con gà trống gà má của anh em đang bị dẹo lường, rồi hỏi cái con gà cha con gà mẹ con gà đó nó có bị dẹo lường không mà nó di truyền. Nó chả bị dẹo lường. Tại vì đổ gà chả có ai mà lấy con gà má cha trống dẹo lường mà đổ á. Nhưng mà tại sao dẫn ra con dẹo lường không? Cũng như 7, 8, 9 con mà người ta dẹo lường 4, 5 con luôn á. Rồi hỏi con gà cha gà mẹ nó bị dẹo lường không, nó di truyền. Không có. Bởi vì con gà con mà nên nuôi hức, cái chuyện mà hức ăn nó quan trọng lắm cho nên biết. Đó. Chích vaccine cũng bị dẹo lường luôn. Nó cũng bị dị tật luôn. Không dẹo lường thì nó bị cái khác, cho anh em biết. Nhưng không phải vaccine nào cũng bị nha. Nó có một cái loại vaccine, nó sẽ một hai loại trong đó nó bị ảnh hưởng vì tác dụng phụ. Nhưng mà nó chiếm tỷ lệ thấp lên con gà chứ không phải là bị hết nguyên đàn. Anh em nuôi gì đi rồi anh em sẽ hiểu tại sao con gà lại bị như vậy. Rồi anh em mới biết tại vì cái đó con gà dẹo lường nha. Bởi con gà dẹo lường nó chỉ di truyền là cái gì không, di truyền bổng gà là chỉ là mặt gâu hay là gà chớp nè, rồi gà dãy gồng nè, rồi gà mã dê là mã dài đó, thì nó cũng di truyền phơm gà đó, phơm gà tướng gà là di truyền. Rồi gà không dãy cũng di truyền, không dãy luôn, đúng không? Gà chân tròn, gà con chân tròn, chân vuông, gà chân vuông, nhưng mà đặc biệt không có di truyền cái chuyện mà dị tật. Gà dị tật nhiều thường là chỉ dẹo lường thôi. Con gà trống nọc mình đang bao nhiêu lường, mình vẫn đổ máy bình thường, cái tay cho banh vậy đó, mà lường vẫn bị dẹo. Anh biết tại sao con gà nó bị dẹo lường không? Tại vì hồi đó bị nguyên đám gà đó, thằng bạn mình vaccine đó, nó chết vaccine, dẹo lường. Dẹo nhiều luôn, mấy con lần. Rồi gà vaccine, hồi đó mình vaccine, mình cũng không bị dẹo lường mà nó di tật cái khác nè. Bởi vì mình kêu anh em là không chích vaccine, đúng không? Đó dù nào kia là chích vaccine nè, đúng chưa? Chứ không phải mà tự nhiên mình kêu không chích vaccine, tại vì bị một cái vấn đề đó mình mới nói anh em không chích vaccine. Cũng như qua cái đợt Covid á, cũng như qua cái đợt Covid-19 đó, anh em có biết vaccine nó bắt tác dụng phụ đúng không? Ai cũng biết hết, nó đồn rầm lên hết luôn, đúng chưa? Đó. Cái vaccine nào cũng vậy, lúc nào nó cũng đau, lúc nó cũng bị tác dụng phụ, nhưng mà anh em không hiểu, nó chiếm từ lại hấp lên con gà thôi chứ không phải là con nào cũng bị hết. Nó nhưng mà nó sẽ bị, không biết con nào bị thôi, nó ảnh hưởng như gà cưng, nó lớn nó cưng sao, đúng không? Ba nó nuôi gà nó không có dễ như anh em nghĩ đâu. Anh em đổ gà cứ mạnh dạn đổ, mạnh dạn cứ thoải mái làm đi, đừng có mà sợ gì cho anh. Rồi cũng có anh em kêu mình quay mấy con gà bắt cái tăng hay là gà gì đó nọc gì đó Ấn Độ rồi đó, mình đâu có mấy gà Ấn Độ nữa. Con gà bắt cái tăng á, Mỹ của mình á, người máy Mỹ với bãi tăng á, là đổ ra kêu bạn đổ
rồi là tự nhiên cái cha thái gà tre cha ông nuôi rồi nào cái cha mình thịt mấy gà má trên rồi mình không biết trả làm sao luôn nè, rồi được ba ngoài trống ba ngoài bấm mấy gà má nó thịt trên nó không phải gà nào nó phải gà tre nó nản không mình đâu có gà mấy cái dòng gì gì đâu như năm nghỉ ít lắm, mình chỉ là theo những cái phơm gà bổn gà của mình đá cựa mai độ, mình không phải riêng một mình thằng bạn mình nữa, nó đi hơ mo nó chơi không mà nên mình nói anh em luôn, nó đi hơ mo đá không mà nó đá sư 4 có khi nó qua sư 3 cũng có mình không có không đi nè, mà anh đá cũng đâu phải bắt anh em đá nhiều đâu, sổ vừa thôi là có chơi rồi đúng không đó, cũng là được lên TV thôi nhưng mà mình không có đi, không có không đi thì ai nuôi một nuôi một mình nuôi đóng gà luôn, nội sáng chưa chịu thôi cho ăn không mà biết mặt cho mình luôn, bởi khi buổi sáng mà anh em vô chảy một cái thôi nó bù một đống như nè, buổi chiều mà vô chảy vô đi vô đâu mà đi đá gà hay đâu về chảy một cái đi rồi thấy cảnh 5 giờ đi rồi thấy nó bù ngạt trong anh em đi ra đi vô nó bù vô một đống rồi đi đâu, gà con gà mình đang nuôi là không tin tưởng một người nào nuôi giùm hết, tại vì một con gà mà hầu như mà anh em nuôi riêng bầy gà anh em phải có con mắt anh em nhìn con nào đang bị bệnh để mình xử lý nó liền, không phải là mình bắt riêng ra, anh em thường anh em thấy gà bệnh bị bệnh bắt riêng ra nhưng mà những con kia đang ủ bệnh tại vì một cái luồng gió nó đi qua cái khu vực A đó bị bệnh mà khu vực bên B nó không bệnh, bên A nó chỉ bệnh một cái loại bệnh một thôi, anh em nuôi gà sẽ nhớ một loại bệnh một nó sẽ bị nguyên đàn, nó bị lây ra nó không phải dập một cái là tại vì anh em không có hút men sẵn, anh em có hút sẵn nhưng mà đàn gà anh em vẫn bị, nhưng mà tại sao sang B nó không bị, sang A anh em đang nuôi đều bị, sang B kia không bị, nó quay vòng vậy, rồi anh em thường anh em bị bệnh gà nào anh bắt rút riêng ra nhưng mà đàn gà anh em đang bị ủ bệnh, anh em vẫn có hút ngừa hút đầy đủ nhưng mà bọc phi phát ra con gà nó sẽ bệnh, hiện tượng gà ủ bệnh chứ không phải là gà mà bệnh bắt ra nước riêng nó mới lai gì sự không phải ủ bệnh nè, anh em nuôi gà này hiểu ủ bệnh đó, con gà nó bị ủ bệnh anh em bắt ra mấy con gà bệnh nhốt riêng ra tại sao những con gà kia vẫn bị bệnh đó đúng không, mình chủ yếu là cái còn cái phơm gà nó kêu mình nó mình không cần nữa, mình cần gà đổ ra là cái bộ tai có nè, cái phơm gà cái bổn gà mình đã cựa giỏi chứ mình không đi phong trào nè, chủ yếu là gà mình cái bổn cựa thôi bổn về nào nọ thôi, còn bởi vì chứ anh em đi theo phong trào hoài cái anh em muốn là con gà anh em phải tay cu tay tay này tay nọ không à, anh em đi phong trào nhưng mà không hiểu gì, nếu mà biết văn biết chơi gà rồi là người ta dòm con gà đánh giá chứ không phải là người ta dòm con gà mở cu đâu cục mà cao nhầm người ta sợ không phải đâu, người ta nhìn cái chỗ khác con gà anh em phải đấu gà anh em cứ đi phong trào hoài là anh em mệt cho mình đấy. Nhiều người hay phong trào muốn đổ gà này nọ chứ thiếu mình không có nấu gì tới ai mà anh em kêu mình quay mình không có, tại vì mình không có theo nhu cầu những cái dòng gà như vậy, mình pha gà là mình pha nhưng mà mình không đặc biệt riêng về những cái dòng con gà đó, mình như là mình pha vô cái phơm tướng mình đổ nha, cái phơm tướng rồi cái lối đá, cái lối đá rồi cái xe cựa, mình chỉ tập trung ba cái đó thôi chứ mình không có đi phong trào mà gà này gà kia dập vô hoài, và đang thấy nhiều khi người ta dập vô hoài mà nhiều khi người ta cũng phải bỏ luôn, nó không hiệu quả, cứ đi theo phong trào hoài là không hiệu quả, anh em làm mắc cái bổn gà của anh em luôn, người không chận vậy luôn, cái bổn gà anh em cứ pha vô hoài với cái mắc cái bổn luôn, mắc cái lâu đá luôn, mắc cái lâu đá của mình cái bổn gà mình luôn đúng không đó, anh em đổ gà mà nói anh em nó quan trọng chứ, tại sao mà nhiều người đổ gà người ta thành công mà tại sao nhiều người cứ đổ gà mắc tiền này là đủ thứ mà không thành công, nó chất quất à, anh em nuôi gà nhiều khi em có tiền mà anh em không biết nuôi, anh em tự nhiên có tiền cái anh em muốn thấy người ta đổ gà bán im quá cái anh em đầu tư, anh em làm trại anh em mua bổn gà này bổn gà kia dòng này dòng kia anh em đổ vô pha, mình biết cũng có nhiều trại đó nè, nhiều trại người ta bỏ luôn, ta bán bỏ ta hành lý hết cái chuồng luôn, ta bỏ chuồng luôn tại nó không thành công,
tôi bỏ tiền ra một cái tự nhiên ta nói là một bài bài học trả giá bằng giá trị cao. Giá trị cao em hiểu không ta, bên đây mình không có nói nhiều từ đó được đó. À, mình cũng biết cũng có nhiều chạy, nhiều người đổ, rồi tự nhiên người ta bỏ hết nè, chạy không đạt, cái đi heo không chạy hoài, cái bỏ mất cái bổng gà người ta luôn, rồi gà nó đá gì đâu mà đá quá đá mà cửa nó để nhà, người ta cái heo không chào, rồi cũng có nhiều người ta bỏ tiền ra, ta có tiền mà nè, ta muốn làm người ta làm, thì tự nhiên người ta cũng đầu tư này đầu tư nọ, người ta làm thôi cũng làm chuồng lên, nhưng mà hỏi ra không biết nuôi gà, cái nuôi gà con nó bệnh, điện hỏi người này người kia cái gà đai chân luôn, không biết nuôi. Người ta tưởng đâu là nuôi gà nó dễ lắm, rồi bỏ tiền ra mướn cái này kia nuôi nó cho ăn dễ. Thật sự ra mình nói với anh em, cái người mà bỏ tiền ra mướn cái người nuôi gà, mướn cái người mà biết nuôi con gà nó khó lắm anh em. Nó khó lắm chứ không phải như anh em tưởng tượng là nuôi gà nó dễ, mướn thằng nào cũng được cho nó ăn. Sự ra phải nuôi một con gà ai cũng làm được hết, nhưng mà nuôi con gà biết nhìn về con gà mà nuôi kỹ về con gà, để ý về con gà, nuôi gà mướn phải có tâm nữa. Anh em nghĩ là tôi cần 3 người nuôi gà thì 3 người nuôi gà vô, rồi cái hạng nào chỉ huy 2 người kia, trong đó có 3 thằng à, mà hàng nào chỉ huy được hai thằng kia, hai thằng kia nó có câu theo cái thằng một, cái thằng là cái thằng thứ nhất không, như A B C đi, thằng A là cái thằng đội trưởng, cái hai cái thằng B C nó có theo cái thằng đội trưởng. Anh em nghĩ bỏ tiền ra chỉ là cái anh em mua đất, anh em làm chạy lên này nọ, cái anh em mướn người nuôi được, mà nó hiểu cho anh em mướn một cái người mà nuôi gà cho mình có tâm, những ngày người có tâm mà biết nuôi con gà nó khó lắm anh em, nó quý lắm. Bỏ tiền ra muốn làm vậy thực ra đơn giản, nhưng mà đời không như là mơ. Nuôi gà là mình là chủ, mình phải biết nuôi con gà. Mình nói anh em nha, ai muốn lập nghiệp nhưng mà nuôi con gà, mình phải biết nuôi con gà, phải biết nhìn về con gà, phải biết trị bệnh về con gà, biết làm này làm nọ về con gà, anh em mới mướn lính nuôi được. Tại vì lính nó làm mình biết được, mình mò. Anh em cứ nghĩ vậy không, bởi vì nhiều người ta bỏ luôn, ta dẹp chạy luôn, không thành công ta bỏ luôn. Anh em tưởng nuôi gà dễ lắm, dễ ăn lắm, ốc bụi vàng cha nội, đúng không? Mình tâm sự với anh em luôn. Cũng có nhiều anh em hỏi mình muốn đầu tư nuôi gà, với cô mình hỏi ra biết nuôi gà không, có tiện mua gà Mỹ, gà Peru hay là gà Ấn Độ hay là gà Thái gì em đổ rồi bán, rồi cái bán nữa quan trọng, anh em có chơi không? Không. Rồi anh em muốn đi chơi á, anh em phải muốn đi qua Hờ Mo, anh em chơi lớn, cái đầu anh em suy nghĩ là mình phải đáp tiền lớn thì con gà mình bán mới giá trị cao. Nó cũng nhiều cái nhặt lắm đó anh em ơi, không phải như vậy đâu. Đu heo là mỗi tay đó. Nó đâu có đơn giản anh em nghĩ nè. Đầu tư thì mình phải biết anh em. Nay tâm sự về cái khúc cuối, tâm sự chơi cho anh em thôi. Tại nhiều anh em hỏi mình kêu tư vấn này nọ đủ thứ, mình không biết tư vấn sao. Mình có biết gì đâu. Cũng như nhiều người kêu mình chịu phụ với đời nào, mình nhận mình chịu phụ luôn đó. Mình có biết gì đâu chịu phụ. Anh em cần thì anh em hỏi mình trả lời thôi chứ biết gì đó. Mình không bao giờ mình tự nhận mình là sư kê sư bổng gì hết nha. Mấy anh em đừng kêu mình sư kê mình bất cận, mình đâu biết gì đâu, hiểu không? Mình biết chứ anh em muốn kêu gì kêu, nhưng mà mình không có nhận mình là như vậy thôi. Như nhiều người thấy không, kêu mình sư phụ vô đó, mình đâu có nào mình nói với em, mình dám nói là mình sư phụ người ta đâu nè. Mình không bao giờ có biết gì đâu mà sư phụ. Ừ, như mình chia sẻ thôi, biết mình chia sẻ thôi, chứ sự mình không biết, mình không có dám nhận mình là giới phụ qua chính nha. Anh em nhớ mình không dám nhận, mình không biết gì hết. Nuôi gà là chỉ biết chia sẻ, mình cái gì mình nuôi được mình chia sẻ cho anh em tự làm theo ha. Vậy nha anh em.